bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Bạn không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí bạn còn chưa có bất kỳ ý tưởng nào. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Chúng tôi biết bạn cần một thương hiệu đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Chân dung công ty tuyển công nhân ở Việt Nam với mức lương lên tới 14 triệu đồng trên tháng. Hiện thân của giấc mơ Trung Hoa đổi đời sau một đêm nhờ trở thành đối tác của Apple. Tháng 12 năm 2017, CEO của Apple là Tim Cook đã có chuyến bay tới nhà máy sản xuất tại Thượng Hải của Luxshare ICT, một công ty Trung Quốc nổi lên từ con số 0 trong hơn một thập kỷ vừa qua để trở thành nhà cung cấp chủ chốt cho gã khổng lồ Mỹ. Nói về những gì mà mình đã thấy, CEO Tim Cook đặc biệt ca ngợi nhà sáng lập Luxshare là Grace Wang Lai Chun, người đã khởi nghiệp công ty từ vị trí của một công nhân nhà máy rồi xây dựng nền đế chế với hơn 20 địa điểm trên khắp thế giới. Tim Cook nói rằng đây là ví dụ điển hình về giấc mơ Trung Hoa thành hiện thực. Năm 2019, Luxshare ICT có tổng cộng khoảng hơn 137.000 nhân viên trên toàn thế giới, tạo ra doanh thu 9,01 tỷ đô la Mỹ và sở hữu 42 công ty thành viên. Tại Việt Nam, Luxshare ICT có nhà máy tại Việt Yên, Bắc Giang, hoạt động từ năm 2017. Đến nay, họ đã có 2 nhà máy ở Bắc Giang và đang xây dựng thêm một nhà máy nữa ở Nghệ An. Gần đây, Luxshare ICT gây chú ý ở Việt Nam khi đang tuyển dụng nhiều vị trí cho 2 nhà máy tại đây với mức lương hấp dẫn lên tới 14 triệu đồng. Cụ thể, nhà máy Vân Trung, Bắc Giang tuyển khoảng 900 công nhân, lương cơ bản 4,8 triệu đồng. Ngoài ra còn có các khoản phụ cấp nhà ở, đi lại, chuyên cần, tăng ca, tổng thu nhập bình quân lên tới 9 đến 14 triệu đồng trên tháng. Người lao động chỉ cần mang theo chứng minh thư nhân dân là có thể ứng tuyển. Công việc chủ yếu là lắp ráp thiết bị điện tử, tai nghe và dây sạc. Với thế lực như hiện nay, Luxshare ICT được dự đoán có tiềm năng lớn trở thành đối thủ đáng gờm của Foxconn, đối tác lớn nhất của Apple. Tuy nhiên, ít ai biết rằng để chạm tường tới thành công thì Luxshare ICT cũng sẽ phải trải qua một hành trình rất dài. Nữ công nhân Foxconn trở thành bà chủ của một đế chế. Luxshare ICT có tên gọi chính thức là Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Công ty này được thành lập vào năm 2004 bởi Wang Lai Chun và Wang Lai Sheng, có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Trong đó, Wang Lai Chun, 46 tuổi, là một trong những tỷ phú tự thân nổi bật nhất trên thế giới. Bà tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, từng là một trong những nhân viên đầu tiên của Foxconn. Sau khoảng 10 năm làm việc, trải qua đủ các vị trí từ công nhân thành giám sát viên, bà Wang đã quyết định tự khởi nghiệp, xây dựng nền tiền thân của Luxshare ICT như hiện nay. Hiện tại, theo thống kê của Forbes, bà Wang đang sở hữu khối lượng tài sản lên tới 7,8 tỷ đô la Mỹ. Theo xếp hạng doanh nghiệp toàn cầu của Forbes, Luxshare ICT đứng hạng 842 trên thế giới. Trong đó, giá trị lợi nhuận của công ty này đứng thứ 1010 và giá trị thị trường đứng thứ 322 của thế giới. Dù cho tuổi đời còn khá trẻ, nhưng Luxshare ICT đã có sự phát triển thần tốc, trở thành đối tác và sản xuất linh kiện cho một loạt các ông lớn trên thị trường công nghệ như là Apple, Huawei, Oppo, Vivo hay là Tesla. Đổi đời sau một đêm nhờ trở thành đối tác của Apple. Bên cạnh việc là hiện thân của giấc mơ Trung Hoa, Luxshare cũng là minh chứng cho một công ty có thể thay đổi ngoạn mục như thế nào sau khi có hợp đồng với Apple. Công ty này bắt đầu cung cấp cáp nối cho iMac vào năm 2009. 5 năm sau, Luxshare ICT được thành lập tại Thâm Quyến. Kể từ đó, họ đã phát triển thành một đế chế gia công cung cấp dây cáp, đầu nối, bộ sạc không dây hay là gần đây nhất là dòng sản phẩm tai nghe không dây AirPods. Thành công của họ đã được các nhà đầu tư ghi nhận. Cổ phiếu của công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến tăng hơn 530% trong 5 năm từ 2012 đến 2017. Nhiều người đã dự đoán rằng nếu như tốc độ tăng trưởng còn tiếp tục như vậy, Luxshare sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh chủ chốt của gã khổng lồ Foxconn. Những công ty như Luxshare đã trở nên ngày một quan trọng hơn đối với Apple trong hàng thập kỷ qua. Khi mà thành công với các dòng iPhone đã biến đây trở thành công ty công nghệ giá trị nhất thế giới. Những nhà cung cấp có trụ sở ở Trung Quốc của Apple đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua lên 19 công ty vào năm 2017, từ mức chỉ 7 công ty vào năm 2012. Dẫu vậy, vị thế của những công ty như Luxshare vẫn khá mong manh. Nếu một công ty có thể có đủ năng lực để trở thành nhà cung cấp cho Apple, điều đó có nghĩa là sản phẩm của họ mang tầm cỡ thế giới và có thể biến họ trở thành ngôi sao trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, trong khi chất lượng vẫn phải đạt mức cao nhất, những công ty như vậy vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt và nguy cơ Apple có thể thay thế họ bất cứ lúc nào. Vân Đàm, Tổ quốc, Độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.